Cả hai đội đã thi đấu đầy quyết tâm, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp. Với kỹ thuật tốt cùng chiến thuật hợp lý, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng trong cả 3 set với tỷ số 25-10, 25-14 và 25-9. Với hai trận thắng tuyệt đối, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng đầu bảng A. Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Nhân dân Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền Quân đội Nhân dân Lào cũng là hai đại diện của bảng A sẽ thi đấu bán kết vào tối mai. Trước đó, những trận đấu vào tối qua tại bảng B không mang đến bất ngờ cho khán giả khi các đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Thái Lan và Indonesia đều giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0 trước đối thủ Myanmar và Malaysia. Tối nay các trận đấu cuối cùng của vòng bảng tại bảng B sẽ tiếp tục diễn ra để xác định hai đội còn lại vào bán kết. Giải bóng chuyền nam quân đội các nước ASEAN năm 2023 đang diễn ra sôi nổi hàng ngày với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Tất cả các đội tuyển tham gia đều đang cống hiến hết tài năng thi đấu, hết sức mình vì một giải đấu thành công. Bởi trên hết đây là giải đấu của tình hữu nghị, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của ASEAN. Sự có mặt và cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả dành cho các đội thi đấu cũng là để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đội tuyển tham gia. Sự có mặt của đông đảo vận động viên còn rất trẻ đã làm nên sức hút đặc biệt của giải đấu. Họ thể hiện sự háo hức, sôi nổi và tích cực trong từng buổi tập, từng trận đấu. Các vận động viên đã thi đấu hết mình với mong muốn học hỏi được kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng tôi rất xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên Việt Nam. Đội của chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch của giải đấu này. Chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị, nhưng chúng tôi sẽ thể hiện tốt nhất trong giải đấu này để các cầu thủ có thêm kinh nghiệm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mời chúng tôi tham dự giải đấu này. Tôi tin rằng giải đấu này là cơ hội tốt để 7 nước ASEAN chúng ta phát triển tình hữu nghị và tăng cường sự đoàn kết. Những màn so tài hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối cùng của các tuyển thủ trên sân đã khiến không khí trên các khán đài luôn sôi động. Các cổ động viên không chỉ ủng hộ màu cờ sắc áo của mình, mà với tinh thần thể thao cao thượng, họ còn cổ vũ cho đội tuyển họ yêu thích hoặc những tuyển thủ có thể lực tốt, cống hiến các pha bóng đẹp. Chúng tôi thấy rất là vui và náo nhiệt. Tôi mong những lần sau đều có những giải đấu như thế. Tôi tới đây để ủng hộ cho tất cả các đội tuyển. Tôi đến xem để ủng hộ cho các đội thi đấu, cũng như rút ra kinh nghiệm cho đội tuyển của mình trong những trận đấu sắp tới. Không khí ở đây rất tuyệt vời. Nhiều nước đã có sự chuẩn bị kỹ khi tham gia giải đấu. Có nhiều cầu thủ giỏi ở đội tuyển quốc gia. Cảm ơn Việt Nam đã tổ chức một giải đấu chất lượng. Những cái bắt tay thân ái, những nụ cười, những niềm vui trong từng trận đấu là điều quý giá nhất của một giải đấu thành công. Bởi qua đó, tình hữu nghị đoàn kết giữa các nước ASEAN càng thêm bền vững.